Dự kiến trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa, vào khoảng năm 2021, sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành Hà Nội. Đây là khẳng định của Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội vào sáng nay. Theo thống kê của cơ quan chức năng, Hà Nội hiện có khoảng 500.000 con chó và mèo trên 1.000 điểm kinh doanh chó mèo thương phẩm, giết mổ chó mèo. Mục đích nuôi chó để giữ nhà chiếm khoảng 87,5%, còn lại là nuôi với các mục đích khác như là làm cảnh, kinh doanh hoặc là làm thực phẩm. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản về việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo, tạo hình ảnh tốt đẹp đối với khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội.